Xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Và đến hẹn lại lên thì chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Yêu Thương Ngược Gió đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Quý vị thân mến, giữa lúc tình cảm của Ly và Quân đang thắm thiết thì Ly bất ngờ phát hiện ra người gây ra vụ tai nạn năm xưa khiến cho mẹ cô bị bại liệt lại chính là bố của Quân. Và đây có thể nói là một rào cản quá lớn khiến cho câu chuyện tình yêu giữa hai người họ không thể nào tiếp tục, để rồi phải rời xa nhau. Sau 3 năm xa cách, giờ đây thì Ly đã quay trở về Việt Nam và cô đã thay đổi rất nhiều. Bên cạnh cô giờ đây còn có một đứa bé gái và một người đàn ông, đó chính là Hưng. Vậy thì sự thật mối quan hệ giữa ba người họ là sao vậy? Và cũng ở tập truyện này sẽ có một màn đối mặt rất gay cấn xảy đến giữa Quân, Ly và Hưng. Vậy thì màn đối mặt này sẽ xảy đến ra sao? Bên cạnh đó thì tập truyện này cũng sẽ giải đáp cho chúng ta thắc mắc về nhân vật Tuyết, cô gái năm xưa bởi vì yêu Quân mù quáng, gây ra rất nhiều tội ác cho Ly. Vậy thì giờ đây, ta đang sống như thế nào? Bên cạnh đó thì tập truyện này cũng sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những tình huống thư giãn và thú vị. Với nhân vật Phương và Đức, sẽ có một điều rất bất ngờ xảy đến và làm thay đổi mối quan hệ giữa hai người họ. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy ủng hộ và tiếp thêm động lực cho anh Sa về ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bên cạnh đó, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Yêu Thương Ngược Gió, tác giả Nguyễn Nhật Thương, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi Phương liền cầm lấy túi sách của mình hầm hực rời đi. Thế nhưng vừa đi ngang qua Đức, liền bị anh túm tay giữ lại. Anh quay sang nhìn cô, thanh âm nặng chân thành. Tôi nói thật đấy, chúng ta kết hôn đi. Sau đó thì Phương bỗng hướng đôi mắt nhìn anh, ánh mắt hình viên đạn. Cả người của cô cảm tưởng như khói bốc nghi ngút, cô gằn lên. Anh muốn chết á? Anh có tin tôi đấm chết anh ngay tại đây không? Không biết là Đức có nhận ra cơn thịnh nộ đang đến gần hay không, thế mà vẫn thản nhiên rồi đáp lại. Nếu như cô đồng ý, vậy thì sống chết tôi đều giao cho cô. Ai ngờ đâu vừa dứt lời, anh liền ăn ngay một cú đấm thẳng vào giữa mặt. Đức đau đến choáng váng, bất ngờ đưa tay lên ôm mũi, tròn mắt nhìn Phương. Cô điên á? Tôi cảnh cáo cho anh biết, con nói kiểu đấy một lần nữa thì không phải là đấm vào đấy đâu nhá, mà là... Nói đến đó thì Phương dùng ánh mắt trờn xuống dưới thân của Đức. Anh bỗng nhiên bất giác lùi lại, lấy tay che lại. Này, chỗ đấy không phải là nơi để cô đùa giỡn nhé. Phương nghe như thế, cười đều già. Có vẻ như chỗ đó của anh rất quan trọng thì phải. Đương nhiên, bởi vì nó có thể giúp cô sinh con đấy. Đức quả nhiên là điếc không sợ súng, dám cả gan nói với Phương như vậy. Lúc này thì cô dần đến tím tái cả mặt mày, vung tay lên định đấm anh một phát nữa. Nhưng mà lần này thì Đức phản xạ nhanh hơn, né được. Sau đó túm lấy cổ tay của cô, kéo áp sát vào người, vòng tay siết lấy bờ eo nhỏ, vì thế cao hơn cô một cái đầu nhìn xuống. Cái tính hùng dữ này sau này cưới về tôi nhất định sẽ sửa lại. Phương nghe như vậy thì nhìn lên. Này nhá, anh chưa đủ phước phần để cưới được tôi đâu. Tuổi gì mà đòi sửa tính tối? Phước phần chưa đủ thì có thể tích thêm. Còn tuổi gì thì không cần phải lo. Trên 18 tuổi đã đủ tuổi kết hôn. Sắc mặt của Phương tối sầm lại nhìn anh. Anh đúng thật là, anh muốn tôi tức mà cắn lưỡi chết á. Anh nghe như vậy thì lại cười, sau đó buông cô ra rồi khoác tay qua vai cô kéo đi ra ngoài. Có chết thì đợi ghi tên cô vào hộ khẩu nhà tôi đã, với mối quan hệ là vợ của chủ hộ.
Này, Khương Đình Đức. Cùng lúc đấy cô nhân viên chạy ra. Ơ, anh gì ơi, anh chưa trả tiền. Đức nghe như vậy thì mới sực nhớ. Anh sau đó vội lục túi, thế nhưng có vẻ như sáng nay đi vội quá, không mang theo tiền. Đức quay sang Phương. Tôi quên mang ví, cô cho tôi mượn đi. Phương lúc này trừng mắt lườm anh, nhưng mà rồi sau đó cũng rút ví ra đưa cho nhân viên rồi nói. Mượn 1 giờ, tôi tính lãi gấp 10 lần đấy. Ờ thì cứ để đấy, lãi cao không trả được thì tôi gán thân trừ nợ. Lúc đó chịu thì chịu, không chịu thì cũng phải chịu. Phương liếc sang anh. Này nhá, tôi thấy là anh thèm đất lắm rồi thì phải đấy. Cô nhân viên nhận tiền xong thì lại hỏi. Thế không phải anh bảo chị ấy là cháu gái con của bà con xa bên Gia Phả 18 đời, chi nhánh cành gì đấy à? Phương nghe như thế thì nhíu mày. Cái gì cơ? Cháu gái? Dạ vâng à, khi nãy anh ấy nói như vậy mà. Phương quay sang Đức. Thế hóa ra anh muốn tôi làm cháu gái của anh á? Anh nghe như vậy thì lại cười trừ. Tôi nói như vậy thôi. Thì kiểu tình yêu chú cháu ấy. Lời vừa dứt thì anh liền ăn ngay một cú đấm nữa ngay giữa mặt. Phương sau đó liền quay người rời đi. Đức lúc này thì nhăn nhó ôm mặt của mình rồi trừng mắt nhìn cô nhân viên. Ôi trời ạ. Mà này, sao có lắm chuyện như vậy? Thế không phải là cháu á? Này, đấy là bà nội tôi đấy. Nói xong câu đó thì Đức cũng vội đi ra ngoài đuổi theo. Cô nhân viên đứng đấy lại ngây cả người. Thế rốt cuộc là gì đây? Cháu gái hay là bà nội? Mà trẻ như vậy thì làm sao mà lại là bà nội được? Công nhận ra phả gì mà rắc rối quá. Lúc này thì Đức đuổi theo được Phương, lên kéo cô lại. Này, đi đâu thế? Để tôi đưa đi. Phương gạt tay của anh ra. Thôi khỏi đi. Con cháu gái này không dám làm phiền ông chú. Đùa thôi. Làm gì giận ra như vậy? Đùa? Thế có vui không? Không thích thì sau này không đùa như vậy nữa. Nhưng mà tôi nói kết hôn là nói thật đấy. Phương nghe như vậy bỗng nhìn anh. Trong vài giây thoáng qua, cô bỗng nhìn tin đó là lời nói thật lòng. Sau đấy thì liền gạt phăng đi, rồi ra vẻ rùng mình. Thôi, anh đừng có nói nữa. Tôi nói thật mà. Tôi không nói với anh nữa. Tôi có việc, phải đi đây. Này, nhưng mà đi đâu đấy? Đi gặp một người quan trọng. Nói rồi thì Phương liền quay đi với một chiếc taxi. Đức thấy như thế thì nhíu mày theo sau. Người quan trọng? Là ai thế? Tức không nhé, cô đi tìm tên lúc nãy. Phương không trả lời anh, đứng đấy đợi taxi. Đức thấy như vậy thì lại nói. Hắn ta mới nghe như vậy, đã nói cô mấy lời khó nghe như thế. Tức không nhé, cô lại còn muốn quen hắn á? Không được, theo tôi về, không đi đâu cả. Nói rồi thì Đức túm tay của Phương kéo đi. Nhưng mà cô liền giật mạnh tay ra rồi gắt lên. Anh bị điên á? Hôm nay Ly nó về đấy. Tôi qua gặp nó, liên quan gì đến tên kia? Đức nghe như vậy thì khựng lại. Sao cơ? Ly về Việt Nam á? Lúc này thì Phương mới biết là mình lỡ lời, sau đó vội lấp liếm. Ly này là bạn cấp 1 của tôi, không phải là Ly mà anh nghĩ đâu. Thế nhá, tôi đi đây. Nói rồi thì Phương mở cửa chiếc taxi, vừa dừng lại rồi ngồi vào. Sau đó bánh xe lăn vòng rồi lao đi. Đức đứng ở đấy khẽ nhíu mày một cái rồi lấy điện thoại ra bấm gọi. Này, Ly về Việt Nam rồi đấy. Không biết đầu dây bên kia có nghe thấy không, nhưng mà tuyệt nhiên lại không có âm thanh đáp lại. Sau đó thì Đức khẽ thở dài một hơi. Đã 3 năm rồi đấy, đừng bỏ lỡ thêm một lần nào nữa. Sau câu nói đó, Đức cũng tắt máy, rồi đi về phía xe của mình ngồi vào lái thẳng đi. Cũng trên con đường tấp nập,
Con xe đắt tiền xen vào đoàn phương tiện ngược xuôi, chạy thẳng ra đường quốc lộ. Người đàn ông ngồi trong xe vẫn là một lịch lãm trong bộ vest tây. Gương mặt tuấn mỹ qua ngần ấy thời gian thì lại càng trở nên cuốn hút. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của anh lại khẩn trương và căng thẳng kỳ lạ. Trong tâm trí vẫn còn vang vẳng câu nói khi nãy của Đức: Ly về Việt Nam rồi đấy. Cái tin đó đối với anh giống như là sự khát vọng mà 3 năm qua anh luôn phải đè nén. 3 năm trước, khi sự việc xảy ra, gia đình của cô chuyển đến một căn nhà cách xa trung tâm thành phố. Anh mỗi ngày đều đến đấy, đứng từ xa nhìn mà không dám bước vào. Cảm giác hèn mọn nó cứ bùa vây, khiến anh chỉ biết tự trách mình xuyên suốt những năm qua. Vừa nãy, khi vừa biết tin cô đã trở về, thì cái cảm xúc nhớ nhung khao khát gặp lại mà anh luôn cố gắng đè nén, bỗng nhiên trỗi dậy. Nó bùng phát, xâm chiếm hết tâm tư của anh, thôi thúc anh phải đến gặp cô. Chiếc xe dừng lại cách căn nhà cấp 4 chỉ tầm 10 mét. Anh mở cửa bước vào. Đôi giày da đen bóng, từng bước lãnh đạm tiến về phía trước. Quân cứ đứng ở trước cánh cổng ấy nhìn vào bên trong căn nhà. Mọi thứ cứ liên quan đến cô, anh lại cảm thấy không đủ dũng khí để đối mặt. Lúc đấy, bỗng nhiên có tiếng nói từ bên trong vang lên. Nini, con muốn ăn gì nào? Nini muốn ăn một cái đùi gà thật to. Quân ở đấy có một chút sững sờ khi nhìn thấy cô dắt tay một bé gái đi ra. Gương mặt thì rạng rỡ nhìn con bé cười. Cô ấy có con rồi sao? Lúc đấy thì một giọng nam vang lên. Được rồi, bà Hưng sẽ mua cho Nini 2 cái đùi gà thật to nhé. Hưng từ bên trong bước ra, đi lại bế bé gái lên cưng nựng trước cái nhìn của Quân. Anh sừng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cảm giác vết thương bao nhiêu năm qua bỗng nhìn bị ai đó vạch ra sát mũi vào. Nó nhói lên đau đớn. Ngay khi tự nói với mình câu nói đó, câu nói cô ấy đã lập gia đình rồi sao, thì cũng là lúc Ly hướng mắt ra phía ngoài. Hai ánh nhìn chạm nhau. Chỉ vài giây sau thì mọi ký ức tưởng chừng như đã phong ấn trong quá khứ bỗng nhiên kéo về. Đôi chân trở nên cứng ngắc, hốc mắt thì liền cay xè. Quân. Âm thanh nhỏ đó đủ khiến cho Hưng nghe được. Ngay sau đó cũng liền hướng mắt ra phía ngoài. Nét vui mừng trên gương mặt bỗng nhiên tắt hẳn. Vừa lúc đấy, cái Phương đi xa. Nào, mau đi thôi. Sao lại đứng đấy? Vừa nói xong thì Phương cũng mới phát hiện ra vị khách không mời mà đến. Sau đó quay mặt đi lẩm bẩm. Chết tiệt, cái tên Đức này đúng là lắm chuyện. Nói rồi thì Phương lại nhìn sang cô cười gượng. Để tao ra mở cửa cho. Dứt lời thì Phương đi về phía cổng mở cánh cửa ra. Ái ngại nhìn Quân rồi nói. Anh vào nhà đi. Quân nghe như vậy lại mất vài giây chần chừ rồi sau đó đi vào, tiến lại gần cô. Cái cảm giác căng thẳng đến nỗi phải thở mạnh. Em về rồi sao? Ly nghe như thế lại cười gượng gật đầu. Vừa mới xuống máy bay xong. Phải lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy cô, được nghe giọng nói của cô. Cảm xúc vui mừng đến nỗi đôi mắt đỏ hoe. Anh khẽ cười. Ánh mắt sau 3 năm nhìn người con gái đó vẫn thâm tình sâu sắc. Mấy năm qua em thế nào vậy? Vẫn khỏe chứ? Vẫn ổn. 3 năm không gặp lại, vốn dĩ thì anh có rất nhiều lời muốn nói với cô. Thế nhưng bỗng nhiên ở trong tình thế gượng gạo này, quanh đi quẩn lại, chỉ có thể là vài câu xã giao. Quân cảm thấy trong lòng đau thắt khủng khiếp. Từ bao giờ mà anh và cô trở nên xa lạ đến nỗi, ngay cả nói chuyện cũng phải dè chừng như thế. Bỗng lúc này thì Nini trượt xuống khỏi tay của Hưng rồi đi lại phía cô. Mẹ, chúng ta đi chưa? Quân nghe như vậy nhìn xuống bé gái. Cảm giác cổ họng đắng ngắt, thế nhưng vẫn gượng hỏi. Đây là con gái của em sao? Ly nghe đến đó thì liền cảm nhận được sống mũi cay cay. Thế nhưng cô vẫn cố gắng giấu nhẹm đi cảm xúc đó, gật đầu đáp. Phải.
Một từ khẳng định từ cô khiến trái tim của anh bỗng co bóp lại, cơn đau nhói lên trong tâm can. Quân nhìn cô, thanh âm kìm nén cảm xúc. Em... kết hôn rồi sao? Với ai vậy? Câu hỏi của anh khiến bờ vai của cô khẽ run lên. Cô cũng không biết nên trả lời ra sao. Sau đó thì lại nhìn xuống con gái của mình rồi nói. Nini, con và ba ra xe trước rồi đợi mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Nini nghe như thế liền chạy lại phía của Hưng, đưa hai tay lên đòi bế. Ba, bế Nini đi. Mẹ bảo chúng ta ra xe trước. Hưng nghe như vậy thì khom người xuống, bế con bé lên, rồi nhìn sang cô. Lý thấy như vậy khá gật đầu một cái. Hưng cũng hiểu ý, bế Nini đi lại phía xe. Sau khi họ ngồi vào trong xe thì Lý mới nhìn sang Quân. Như anh thấy rồi đấy. Từ lúc nhìn thấy ba người họ, anh cũng đã ngầm nhận ra được. Nhưng nghe chính cô thừa nhận như vậy thì vẫn cảm thấy đau đến, xương tủy vỡ vụn, đâm vào từng tế bào. Quân cười, nụ cười thống khổ rồi nói. Nhanh thật đấy. Mới ngày nào, tôi cho em câu hứa để em trở thành cô dâu đẹp nhất. Ấy vậy mà giờ đây... em đã kết hôn. Lại còn có một đứa con với người đàn ông khác nữa. Chuyện này thì tôi không biết nên vui hay thế nào nữa. Lúc này cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cô, nhanh chóng cuốn bay đi, giọt nước mắt đọng lại đuôi mắt. Ly cảm thấy mình gần như sắp ngộp thở trong bầu không khí này. Cô gồng mình lên rồi nói. Chuyện cũ, đừng nhắc lại nữa. Chúng ta hãy sống cho hiện tại đi. Dù sao gặp lại nhau thế này cũng nên vui, bởi vì ai cũng đều đang sống rất tốt. Quân nghe như vậy thì lại bật cười. Nước mắt của anh không kiềm được rơi xuống. Anh gật đầu. Phải, em nói đúng. Chỉ cần sống tốt là chuyện vui rồi. Quân à, nếu như không có gì nữa em đi đây. Bọn em có hẹn với nhau đưa con bé đi ra ngoài ăn. Nó đang rất mong. Quân nghe như vậy cũng chỉ có thể gật đầu đáp. Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa. Tôi đi đây. Nói xong câu đó anh cũng quay người rời đi. Từng bước chân cảm giác như dẫm phải gai nhọn, đau đớn khủng khiếp. Trong cơn gió thoảng qua đó, bờ môi của anh khẽ mấp máy những âm thanh đồ nhỏ để mình nghe thấy. Em sống tốt, nhưng mà tôi thì không. Bóng lưng của người đàn ông ấy trở nên cô độc và lạc lõng, dần dần thu bé lại trong đôi đồng tử đỏ hoe, rồi biến mất hẳn. Lý lúc này không thể nào chi phối được cảm xúc của mình nữa, bật khóc. Cô cứ nghĩ thời gian 3 năm qua, cô đã đủ mạnh mẽ để xem mọi thứ nhẹ tựa như mây. Thế nhưng, hóa ra là không phải. Gặp lại anh, vết thương cũ năm xưa vẫn nhói lên đau nhức, giống như những ngày đã tổn thương nhau vậy. Ngoài chuyện 2. Trong một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, người phụ nữ gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Trên tay, bê một bát phở còn nóng, đi lại phía căn phòng đóng cửa kín mít, rồi đẩy cửa bước vào. Chờ bây giờ đã là ban ngày, ấy vậy mà trong căn phòng lại không lọt một chút ánh sáng nào cả. Sự tối tăm bao trùm lên mọi đồ vật. Tách một tiếng, âm thanh công tắc điện bật lên. Ánh đèn màu vàng yếu ớt chỉ đủ soi thấy đường đi bên trong căn phòng. Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, bóng người con gái, đầu tóc bù xù, buông xóa, che đi gương mặt. Trên tay cô ta cầm một con búp bê đã mất đầu, miệng thì lẩm bẩm hát gì đó. Lúc này thì người phụ nữ tiến lại, đặt bát phở lên bàn rồi nói. Tuyết à, lại ăn đi cho nóng nào. Bà Lan vừa nói vừa lại gần con gái. Vốn lấy con búp bê trên tay Tuyết cất đi. Tại nhưng mà ai ngờ đâu vừa động vào thì ả ta liền vung tay, đánh vào mặt của bà rồi ôm khư khư lấy nó. Đừng động vào tôi, tránh ra đi. Bà Lan đưa tay lên ôm một bên mặt vừa bị đánh, nhìn ả ta rồi nói. Tuyết à, là mẹ đây, mẹ Lan đây. Ngay như vậy thì Tuyết từ từ ngẩng mặt lên, mái tóc xoa xuống chỉ mơ hồ thấy được đôi mắt sâu hoắm, rồi rất to nữa,
lôi đầy lòng trắng. Mẹ. Mẹ Lan. Bà nghe như thế thì liền cười gật đầu. Phải rồi, mẹ Lan đây. Mẹ mang đồ ăn đến cho con đây. Mau lại ăn đi. Phở bò quán nhà bà Nam mà con thích ăn đấy. Vừa nghe như vậy thì Tuyết liền vứt con búp bê sang một bên. Bàn tay gầy gò đưa lên vén vội mái tóc. Cả gương mặt hốc hác hiện ra với những vết sẹo rạch ngang. Tuyết đưa đôi mắt ốp lồi ra, nhìn về phía bát phở đang bốc khói, lao đến chỗ của nó. Rồi thì vội vàng cầm đũa lên ăn. Tuy nhiên mới cho vào miệng một miếng thì liền nhổ ra bởi vì nóng, thở mạnh. À, nóng quá. Bà Lan thấy như thế, vội đi đến, cầm đũa thìa, thổi nguội, rồi đút cho à ta. Từ từ thôi, đang nóng mà, phải thổi đã chứ. À ta ăn được một miếng mà mẹ mình đút, gương mặt thích thú cười ngây dại, miệng thì liên tục nhai nhóp nhép. Ngon quá, ăn nữa. Bà Lan nghe như vậy thì lại tiếp tục đút. Được vài miếng thì Tuyết liền giật lấy đũa, rồi tự va vào miệng, nhưng miếng rất lớn. Bà Lan nhìn cái dáng vẻ này của con gái thì lại rơm rớm nước mắt. Vẫn không thể nào tin được, cô con gái của mình một thời xinh đẹp, ăn mặc sành điệu. Bây giờ thì ngồi đây, trông nhếch nhác, lại gầy tong teo giống như một bộ hài cốt vậy. 3 năm trước, không rõ vì đâu mà bỗng nhìn Tuyết vội vàng về nhà thu dọn quần áo, đồ đạc, bỏ vào vali rồi rời đi. Bà có hỏi thì à chỉ nói, đi chơi xa vài hôm. Điều kỳ lạ là à ta vừa đi phút trước, thì phút sau Quân đã đến tìm. Bà có nói lại, thì sau đó anh cũng liền rời đi. 3 hôm sau, bà và chồng bất ngờ nhận được tin Tuyết đã bị bắt tạm giam với hành vi xúi dục kích động người khác thực hiện tội phạm. Nhận được tin, bà và chồng tá hỏa đến trụ sở công an thì mới biết người đâm đơn chính là Quân. Thì ra chuyện ở công trường là do Tuyết sắp xếp mướn người gây ra. Thế nhưng với mối quan hệ của Quân thì anh lại khiến cho vụ việc trở nên căng thẳng hơn gấp 3-4 lần nữa. Bà đã chạy đến xin xỏ, thế nhưng mà Quân một mực không thỏa thuận. Hơn nữa, anh còn thúc đẩy mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Chồng bà Lan phải sử dụng hết tất cả mối quan hệ của mình, bỏ tiền bạc và ngay cả bỏ luôn vị trí chức vụ của mình bằng mọi cách cứu con gái. Hai bên có tiền đấu nhau thì bên nào hết tiền trước bên đó thua. Khi mà gia sản nhà bà đã cạn kiệt, con gái bị giam giữ trong ngục tù, khó khăn lắm mới được vào gặp. Mỗi lần gặp thì bà lại thấy con gái mặt mũi bầm dập tím tái bởi vì bị xử theo luật ma cũ bắt nạt ma mới. Bà thương con đau đớn lại chạy đến nhà của mẹ Quân, quỳ lại khóc lóc cầu xin bà Nga nói đỡ. Bà Nga sau khi biết được bộ mặt thật của Tuyết thì cũng thất vọng và cũng tự trách mình hồ đồ. Nhưng mà rồi cũng niềm tình thân quen giữa hai bên gia đình đã khuyên nhủ Quân đôi lời. Có vẻ như mọi việc đã nằm trong sự tính toán của anh. Khi mà gia đình à ta mất đi tất cả, Quân lại tuyệt nhiên đồng ý không truy cứu nữa. Một tháng sau đó thì Tuyết được thả ra và xử án treo. Ngày mà ta được ra khỏi trại giam, gương mặt và cơ thể đã nát bét bởi những trò dạy dỗ làm luật của người cũ. Tinh thần thì hoảng loạn, điên dại. Về đến nhà thì lại bịt kín hết mọi ô cửa, lỗ hở ánh sáng và giấu mình trong phòng cho đến tận bây giờ. Những tiếng húp nước sột soạt vang lên trong căn phòng âm u. Bà Lan nước mắt chảy dài xuống gương mặt đã già nua. Con ơi là con, gây ra chuyện gì rồi để chịu cái nông nỗi này chứ? Lúc này thì tiếng bát đặt cạch xuống bàn. Bà Lan lấy cái khăn lau miệng cho à ta, sau đó cũng cầm bát đứng dậy rồi đi ra ngoài, đưa tay tắt công tắc điện. Cánh cửa đóng lại, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Lúc này ở một tiệm gà rán nằm trên con phố chính, Ly thì mặt mày thơ thẩn ngồi bàn ăn, đôi mắt nhìn con gái của mình đang ở quầy gọi đồ với Hưng. Cái Phương lúc này ngồi xích lại huých vào người cô một cái. Này, sao thế? Tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện khi nãy á. Ly nghe như vậy thì bỗng thở dài một hơi rồi đáp. Ba năm ở bên Singapore, tao vừa đi làm vừa chăm mẹ, công việc chiếm hết cả thời gian, cũng chẳng còn tâm tư nghĩ đến những điều khác nữa.
Thời gian qua dần, tao cứ nghĩ là mình đã quên rồi. Hay ít ra cũng đủ mạnh mẽ để xem nhẹ mọi thứ. Thế nhưng không ngờ gặp lại anh ấy, tao vẫn không thể nào bình tâm được. Nếu đã như vậy thì tại sao phải nói dối láo chuyện Nini, lại còn ra vẻ lão Hưng là ba con bé? Thế bây giờ không nhé, tao thừa nhận đó là con anh ấy. Rồi sao nữa? Để anh ấy có trách nhiệm với con bé sao? Thực ra thì mày và lão Quân vẫn có thể cho nhau một cơ hội. Sao không thử đi? Cô nghe đến đây thì ánh mắt rũ xuống. Chuyện năm đó, chúng tao có quá nhiều nút thắt và không đồng điệu ở nhau. Để rồi cuối cùng kết thúc bằng những lời tổn thương. Bây giờ thì cuộc sống này không chỉ là cho riêng tao nữa, mà còn con gái của tao. Tao không muốn quá vội vàng, làm theo cảm xúc của mình rồi, khi mà những nút thắt cũ chưa được tháo, lại thêm những nút thắt mới. Khi đấy thì tổn thương không phải cả hai nữa, mà đến cả Nini cũng phải gánh chịu. Nhưng mà lão Quân 3 năm qua thực sự vẫn chờ đợi mày đấy. Tao ở đây, làm cùng công ty tao hiểu rõ. Cái cách mà lão xử lý con Tuyết, lại còn bắt luôn cả con Ánh vào ổ tệ nạn. Bây giờ thì nó bề bết, đúng chất con nghiện đấy. Ban đầu tao còn thấy hơi ác, nhưng mà điều tra ra thì con Tuyết nó bấy mày hơi nhiều đấy nhá. Với cả thì mày biết mà, 1 năm sau đó ba của Quân đã mất bởi vì tâm bệnh. Đó cũng xem như sự trừng phạt cho mấy. Tao không thù hận gì chuyện đó nữa. Lỗi không phải do Quân. Hơn nữa thì mẹ tao cũng đang dần bình phục. Chỉ là bây giờ thì tao cũng mệt lắm. Khi mà cứ phải đấu tranh giành một người đàn ông, tao chỉ muốn yên ổn bên con gái thôi. Thế muốn không phải đấu tranh thì Hưng kia kìa. Lão đấy ở cùng với mày bên Singapore suốt 3 năm, không một lời kể lể. Thế mày không hiểu tâm ý người ta thì thôi, lại còn mượn lão làm cái bình phong để lừa Quân á. Thực sự lúc đó cũng quẫn quá, không biết trả lời ra sao, đành nói như vậy. Và lại Hưng cứ nhất quyết nhận làm ba đứa đầu cho Nini. Không nhé, tao lại không cho. Gớm. Thế mày sang Singapore mới phát hiện có thai. Bây giờ bên đấy không có người quen, không người thân thích, thì Hưng phải đứng ra nhận là ba đứa đầu cho con bé. Nói chúng mày làm sao thì làm, Quân và Hưng đều là của hiếm cả đấy. Mày mà cứ vờn hai lão cho lắm vào rồi sớm muộn gì cũng một bên phải tổn thương thôi. Ly nghe như thế thì nhìn sang Phương. Thế mày nói xem, tao phải làm thế nào đây? Cái này thì tao cũng chịu ấy. Nhưng mà tao nghĩ là mày cứ nên tự hỏi trái tim mày đi. Rốt cuộc, 3 năm qua thì mày có tình cảm với Hưng không? Và đã thật sự quên được Quân chưa? Câu hỏi đó khiến Ly trở nên trầm lặng. Lúc đấy, Hưng cùng với Nini đi lại, mang theo khay đồ ăn đặt xuống bàn rồi nói. Nhìn mặt hai người là biết, đang nói xấu anh có phải không? Phương nghe như thế thì lại cười. Em thấy là anh nên mở tiệm xem bói đi. Sao mà đoán cái gì cũng đúng như vậy? Anh còn bói được bao giờ em lấy chồng đấy? Thật á? Bao giờ thế? Thế liệu có bói được chồng em là người thế nào không? Hưng gật đầu một cái. Được. 3 chữ thôi. Phương nghe như thế tròn mắt mong đợi. 3 chữ? 3 chữ gì vậy? Khương Đình Đức. Vừa nghe đến cái tên đó, Ly lại bật cười. Còn Phương thì mặt mũi xám xịt. Anh Hưng, bây giờ lại đến lượt anh chiều tức ẻm á? Anh muốn em tức quá cắn lưỡi chết á? Thế không phải á? Cậu ta lúc nào chẳng theo đuôi em, đến bây giờ vẫn còn chưa chịu thổ lộ. Đúng là không biết nghĩ gì. Thôi đi, anh đừng có nói linh tinh. Lo chuyện của anh đã kìa. Cũng mấy năm rồi đấy, thế đã thổ lộ chưa? Câu nói của Phương bỗng nhiên khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo. Phương chợt nhận ra là mình lỡ lời, vội lảng đi. Nini, con ăn gì? Được cô lấy cho nhé. Ngay như vậy thì con bé leo lên chiếc ghế cạnh Phương,
rồi sau đó nói. Nini muốn ăn cái này. Ok, cô Phương lấy cho con. Sau đó thì Hưng cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ly. Cô thấy như vậy thì lại lên tiếng. Hưng à, lúc nãy thì em túng quá nên nói như vậy. Anh đừng để bụng nhé. Hưng nghe xong thì bỗng nhìn khựng lại vài giây, sau đó lại cười nói. Có gì đâu mà phải để bụng. Nhưng mà tại sao em phải nói dối anh ta như thế? Giữa chúng em có những chuyện nói ra sẽ khiến cho mọi thứ thêm phức tạp thôi. Thế không nha em. Em định giấu mãi sao? Liên nghe như vậy thì lại cười gượng. Cứ thuận theo tự nhiên vậy. Đến đâu thì hay đến đó. Hay là anh cũng thử như vậy nhé. Liên nghe như thế nhìn sang Hưng. Cô không hiểu rõ lắm ý của anh. Thế nhưng mà cũng ngầm nhận ra được anh đang muốn nói đến điều gì. Cảm giác khó đối mặt thế nên Ly vội quay đi rồi nói. Thôi chúng ta mau ăn đi, còn về nữa. Sau câu nói đó, cô cũng nhìn sang con gái của mình, đưa cho Nini một cái đùi. Nini, mẹ cho con thêm một cái đùi nữa nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn mẹ. Mặc dù cô đã cố gắng làm lơ đi, thế nhưng mà vẫn cảm nhận được cái nhìn gắt gao từ Hưng chĩa về phía mình. Trong lòng cảm thấy thực sự khó xử. Buổi tối hôm đó, ở một quán búp, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi tối màu cùng quần nâu, tựa lưng vào thành ghế trong dáng vẻ say mềm. Trên tay thì vẫn còn cầm ly rượu tây, đưa lên miệng uống một hơi cạn. Sau đó thì lại tiếp tục rót đầy vào ly. Cứ như vậy cho đến khi cả chai Chivas 28 hết sạch, anh mới đặt xuống bàn rồi rút ra vài tờ tiền, đặt lên đấy, đứng dậy rời đi. Nồng độ cồn ngấm vào máu khiến đầu óc không còn tỉnh táo, loạng choạng. Rồi không cẩn thận, va vào một bàn gần đấy, khiến cho ly cốc bị hất đổ vỡ. Quân sau đó cũng chẳng đoái hoài đến, vẫn cứ viền vào bàn đó đứng thẳng lên, rồi rời đi. Thế nhưng vừa được vài bước thì bờ vai của anh liền bị một lực giữ lại. Quân quay người, thì liền nhìn thấy một gã đàn ông tướng đồ con, mặt mũi bặm trợn, khẽ nhíu mày rồi hỏi. Có chuyện gì? Gã ta nghe như thế thì liền nói. Va vào bàn của tao, không xin lỗi, cứ như vậy mà đi á. Quân nghe như vậy là nhìn về phía bàn đó. Sau đấy, lấy về rút ra vài tờ tiền rồi ném cho gã. Đủ chưa? Thái độ của anh khiến cho gã ta khó chịu. Mẹ kiếp, thế mày nghĩ là tiền có thể giải quyết được tất cả? Quân nghe như vậy thì lại cười khẩy, rồi tiếp tục rút tiền ném vào mặt của gã. Tiền không giải quyết được, vậy thì nhiều tiền sẽ giải quyết được thôi. Muốn bao nhiêu? Nói đi. Phải nói là lúc này thì sắc mặt của tên kia trở nên vô cùng khó coi. Hắn ta sau đó không nhìn được nữa, vùng tay rồi đấm thẳng vào mặt của Quân. Mày nghĩ là có tiền thì không có ai ra gì sao? Vậy thì để tao đánh cho mày hết cái thói ngông cuồng nhé. Anh bị một lực đánh vào mặt khiến cho cả người ngã xuống đất, rồi va vào bàn ghế đổ ngổn ngang. Quân lúc này khẽ nhăn mặt, đưa tay lên chạm vào vết rách nơi khóe miệng. Men say trong người bỗng nhói lên một ngọn lửa đỏ rực. Anh đứng dậy rồi lao về phía gã ta, đấm trả lại một cú đấm ngay giữa mặt. Cả quán búp phút chốc trở nên hỗn loạn, đồ đạc thì hất tung cả ra, đổ ngổn ngang. Đám bạn của gã kia thấy hắn ta bị đánh thì cũng liền lao đến vây quanh. Một cuộc ẩu đả diễn ra, những âm thanh thủy tinh vỡ vang lên loảng xoảng, tiếng la hét sợ hãi xen vào. Với một kẻ say đi còn không vững, thì lấy sức đâu mà đánh lại được cả 5-6 tên trai tráng đồ con như vậy. Lúc này thì một tên cầm chai bia rồi đánh thẳng xuống đầu của anh, mảnh chai vỡ bọt bia bắn lên tùng tóe. Cả người của Quân lảo đảo lùi lại phía sau. Ngay lúc đó, một tên lại cầm chiếc ghế rồi vụt mạnh xuống lưng của anh. Âm thanh như xương vỡ vụn khiến ai cũng rợn cả tóc gáy. Bọn chúng được đà cùng nhau lao đến rồi đấm túi bụi vào mặt và bụng cho đến khi cả người của Quân gục xuống. Chúng nó vẫn cứ như sư tử chiến, tiếp tục hùng mãnh. Mọi người xung quanh đó hoảng sợ, không dám vào can, chỉ đứng ở bên ngoài lên tiếng.
Dừng tay lại đi, đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy. Chiếc áo sơ mi đã nhuốm đẫm máu, Quân nằm gục ở dưới và dường như không còn bất cứ phản kháng nào cả. Cả khi nãy mà anh va phải thì liên tục cầm ghế phang xuống người, cho đến khi một giọng nói vang lên. Này, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Đức xen vào đám người đang vây kín lại, sau đó liền sửng sốt khi nhìn thấy người nằm ở dưới là Quân. Vội va tiến lại, giật lấy chiếc ghế trên tay của gã kia, rồi dùng nó thúc mạnh vào người của gã, khiến cho gã lùi ra sau. Mẹ kiếp, mày muốn đi tù mọt gông á? Đức tức giận, trừng mắt lên nhìn tên kia. Gã thấy Quân lại nằm bất động ở đó, thì cũng có một chút lo lắng quay đi. Chúng mày, đi thôi. Sau câu nói đó, hắn và đám bạn của mình cũng kéo nhau rời đi. Đám đông dần dần tàn ra. Lúc này thì Đức vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Quân. Thật đúng là, tôi đến chưa có vài phút thôi, mà cậu thành ra cái dạng gì thế này? Đức để Quân tựa lưng vào thành bàn, sau đó đưa ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Cả gương mặt của Quân bê bết máu, toàn thân thì cũng không khá hơn là bao. Đức thở dài một hơi. Lâu ngày không vận động, đã yếu như vậy á? Còn nhớ ngày xưa đi học, một mình cậu cân cả 10 thằng. Bây giờ thế này đúng là mất hình ảnh quá. Quân từ nay đến giờ vẫn nhắm nghiền mắt. Lúc này thì hàng mi khẽ động đậy, rồi chậm rãi mở ra. Đôi đồng tử đỏ ngầu bởi vì men rượu, vì máu hay là vì tổn thương mà trở nên thống khổ hơn bao giờ hết. Sao không để chúng nó đánh chết tôi đi? Quân, cậu làm tôi thất vọng rồi đấy. Thế rốt cuộc là chuyện gì vậy? Quân nhắm mắt lại, hơi thở nặng nhọc rồi hỏi lại. Có thuốc không? Đức nghe như thế, lấy từ trong túi áo ra bao thuốc, rút ra một điếu châm lên rồi đưa cho anh. Quân nhận lấy nó, đưa lên miệng, hút một hơi thật sâu. Làn khói nhà ra dày đặc, cái vị cay nồng của khói thuốc dường như lại giúp anh tỉnh táo hơn. Cô ấy kết hôn rồi. Kết hôn rồi? Ai cơ? Ly á? Quân sau đó lại tiếp tục hút thêm một hơi thuốc nữa, nhà khói ra rồi đám. Lại còn có một đứa con gái nữa. Cái gì cơ? Ly kết hôn rồi còn có một đứa con gái? Cái mẹ kiếp gì vậy? Sao mà tôi chưa nghe thấy Phương nhắc đến chuyện này nhỉ? Mà cô ấy kết hôn với ai thế? Đừng nói là với tên Hưng nhé. Nghe như vậy thì Quân khẽ nhắm mắt lại. Vị cay của rượu và khói tác động vào nhau, khiến cho khóe mắt của anh chợt ướt. Quân vắt tay đặt lên trán che đi đôi mắt của mình. Điếu thuốc kẹp trong ngón tay vẫn bốc lên những làn khói trắng. Tôi đã đánh mất đi cả cuộc sống của mình. Vậy thì có khác gì đã chết đâu. Đức nghe như vậy thì lại thở dài, sau đó thì vỗ lên vai anh. Được rồi, phấn chấn lên nào. Chuyện này có gì đó mông lung quá. Yên tâm đi, tôi sẽ thay cậu điều tra rõ ràng. Còn bây giờ thì phải sống đàng hoàng lên, tôi xem nào. Nói rồi thì Đức liền cáo Quân đứng dậy. Thế nhưng mà anh thì lại hất tay cậu ta ra, tiếp tục ngồi xuống hút thuốc. Đức thấy như thế thì liền cau mặt lại. Cái tên này chỉ là thất tình thôi, làm gì mà ghê như vậy? Thế chẳng phải là 3 năm trước cũng một lần rồi sao? Đứng lên đi, tôi sẽ đưa cậu đi hỏi cho rõ. Nếu như kết hôn rồi thì cũng phải có giấy đăng ký, đưa ra được thì mới tin. Vừa nói thì Đức vừa kéo anh lên. Quân thì vân cư ương bướng gạt tay ra, nhưng mà sau đó bỗng nhìn cả người của anh vô lực đổ gục xuống. Đức liền vội vàng đưa lấy. Ơ kìa, Quân, Quân. Nhìn anh lìm dần đi, Đức hằn học lẩm bẩm. Đã yếu lại còn sĩ diện. Nói thì nói như vậy, thế nhưng mà cậu ta vẫn đỡ anh lên, cõng mạnh thế rồi đưa ra xe, đặt Quân nằm xuống ghế, sau đó thì thở hồng hộc. Ngày hôm nay tôi cứu cậu một mạng, sau này nhất định phải trả ơn tôi đấy. Nói rồi thì Đức đóng cửa xe, sau đấy đi lại ghế lái ngồi vào, chạy thẳng đến bệnh viện.
Trong phòng yêu cầu của bệnh viện, bà Nga vội vã để cửa bước vào, nhìn con trai của mình nằm trên giường bệnh, gương mặt thì mếu máo. Thế sao, đang yên đang lành, lại ra nung núi như vậy chứ? Được thấy như vậy thì quay người lại. Bác Nga. Bà đóng cửa lại rồi tiến về phía cậu ta, đôi mắt rừng rừng sắp khóc. Đức à, thằng Quân nó sao vậy? Bác không cần phải quá lo lắng đâu. Bác sĩ nói chỉ là tổn thương phần mềm thôi, nghỉ ngơi vài ngày là không sao rồi. Nhưng mà tại sao đang yên đang lành lại đi đánh nhau như vậy? Đức nghe như thế thì lại nhìn bà khó xử, sau đó thở dài rồi nói. Thì bác không nhớ sao? Cậu ấy cũng đã từng như vậy đấy. Thì lúc đó là vì con bé Ly, nó rời đi, nó chán nản quá rượu chè gây sự đánh nhau, còn bị đưa về trụ sở công an. Nhưng mà sau đó cũng bình thường lại rồi, sao bây giờ lại thế này? Thì vẫn là cùng chung một nguyên nhân đấy. Ly, cô ấy trở về rồi. Sao cơ? Ly, nó về rồi á? Thế hai đứa nó gặp nhau chưa? Đức khá gật đầu một cái. Nhưng mà nghe nói cô ấy kết hôn rồi, lại còn có một đứa con gái nữa. Bà Nga nghe đến đây thì cũng ngỡ ngàng, sau đó nhìn sang Quân, nước mắt ứa ra mếu máo nói. Cũng tại bác, ngày xưa cứ ngăn cấm hai đứa chúng nó, gây khó dễ cho chúng nó. Bác biết là bác sai, nhưng mà Ly nó tròn rời đi, bà không biết làm gì hơn cả. 3 năm qua thì thằng Quân vẫn đợi nó. Ngày nào, nó chẳng lái xe đến nhà con bé đứng ở đấy nhìn cả đêm rồi mới về. Thằng Quân, nó yêu con bé lắm. Bây giờ chuyện như vậy, khó trách trở nên như thế. Người làm mẹ như bác cảm thấy vô cùng có lỗi. Ông ấy đã bỏ bác đi rồi, bây giờ còn mỗi mình nó thôi. Thế mà nó cũng không thiết cái mạng nữa, thì bác phải làm thế nào đây? Đức thấy như vậy thì liền vỗ nhẹ lên vai của bà an ủi. Được rồi, bác đừng lo lắng quá. Cậu ấy chỉ là nhất thời chưa thể nào chấp nhận được sự thật này thôi. Hơn nữa chuyện này là Quân nói như vậy, chứ cháu cũng chưa rõ, bởi vì không hề thấy Phương nhắc đến bao giờ cả. Cháu sẽ hỏi lại. Bà Nga nghe như thế thì cầm lấy tay của Đức. Đức à, mày giúp bác cứu thằng Quân đi. Nếu như cần thì bác sẽ đến gặp con bé để xin lỗi. Được rồi, bác yên tâm đi, cháu nhất định sẽ tìm hiểu rõ chuyện này. Bây giờ thì bác ở đây với cậu ấy, cháu ra ngoài có việc. Bà Nga nghe như vậy thì gật đầu. Sau đó thì Đức cũng quay người trở ra ngoài. Anh ta đi lại xe của mình rồi lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Cái tên hiện trên màn hình là Phương. Alo, cô đang ở đâu đấy? Có rảnh không? Sao thế? Kiếm chỗ nào nhậu đi. Tôi có chuyện muốn nói. Anh điên á? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chuyện liên quan đến Quân. Bây giờ thì cậu ta đang ở trong bệnh viện đấy. Cái gì cơ? Quân bị sao vậy? Cứ gặp nhau đã rồi nói. Cô chuẩn bị đi, 15 phút nữa tôi qua đón. Trong một quán nhậu đêm vỉa hè, chỉ còn lác đác vài bàn có người ngồi. Lúc này thì Phương cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, mặt mũi thì nhăn nhó, sau đó nói. Đàn ông gì mà không có ý chí tí nào cả, mới nghe nói như vậy đã không thích sống. Đúng lúc đấy thì Đức cũng uống một ngụm rồi đáp lại. Thế rốt cuộc là Ly kết hôn với Hưng thật hay giả vậy? Sao anh hỏi tôi? Tôi có ở với nó đâu mà biết được. Hay nhỉ? Cô là bạn của ấy, tôi không nhớ lại không biết. Không biết. Phương cộc cằn trả lời lại, rồi lại cầm chén rượu lên uống tiếp. Đức lúc này biết là không thể nào cầy được miệng, thế nên âm mưu dùng rượu phân tán đi sự đề phòng của cô. Từng chén cứ như vậy được rót đầy rồi lại vơi. Để tránh nghi ngờ thì Đức cũng uống không kém. Khi Phương đã có phần say mềm, nằm dài trên bàn, đôi mắt mơ hồ đầy vị rượu, nhìn ngây dại.
Đức cũng nhận ra thời cơ đã đến, liền ra vẻ say rồi nói. Tôi không biết là Quân liệu có thể nào vượt qua được cú sốc này không nhỉ? Tôi thấy là cậu ta suy sụp lắm rồi đấy. Phương nghe như thế, lại đưa ngón tay lên chỉ trỏ lung tung rồi trả lời. Anh ta đúng là không đáng mặt đàn ông. Mới nói như vậy thôi, liền tin là thật đó. Nó mà kết hôn rồi thì ở luôn bên đó, chứ về làm gì nữa. Tức không phải là kết hôn với tên Hưng á? Phương khoát tay rồi lắc đầu. Cô ở lên một hơi rồi trả lời tiếp. Kết hôn đâu mà kết hôn. Lý nó đi sang Singapore 3 năm. Còn bà Nini cũng tròn 3 tuổi. Nếu sang đó mới kết hôn với Hưng thì không nha. Nó chửa trước ở đây á. Động não lên. Được ngày như vậy thì bỗng nhíu mày. Ngày như thế, Đức bỗng nhíu mày rồi nói. Nói như vậy, Nini không phải là con của tên Hưng á. Thế là con của Quân á. Mấy chữ cuối, Đức bỗng nói lớn. Phương nghe như vậy thì liền vội đưa tay bịt miệng của anh ta lại. Sau đó, cô đưa ánh mắt say mềm nhìn trước nhìn sau, ghé sát lại gần Đức rồi nói. Bà bé thôi. Mà nhớ là không được nói với ai đâu. Kelly, nó giết tôi đấy. Đức nghe xong thì khách gật đầu vài cái, Phương mới buông tay ra, gương mặt thì áp sát lại. Đàn ông các anh ấy, chung quy lại, thì vẫn là thứ cặn bã. Chơi chán con nhà người ta rồi, để người ta có bầu mà lại không biết gì cả. Đồ tồi. Vừa nói thì Phương lại vừa vả bôm bốp vào mặt của Đức. Anh khó chịu cau mày giữ lấy tay của cô. Này, đừng có vơ đũa cả nắm như vậy. Nắm gì? Anh thì với bạn anh cũng cùng một ruột cả thôi. Này! Đức gắt lên một tiếng, sau đó thì Phương bỗng nhiên dùng tay kéo hai má của anh. Đưa gương mặt áp sát lại gần đến nỗi, môi muốn chạm môi rồi cười. Da mặt dày thế này cơ mà. Đức lúc đấy hướng mắt nhìn Phương, men say trong người đã ngấm dần. Anh nhìn cái dáng vẻ của cô gái trước mặt mình, lại động lòng. Bàn tay bất giác vòng ôm lấy eo cô, ánh mắt si mê. Người khác thì tôi không biết, nhưng mà tôi nhất định sẽ có trách nhiệm. Sau câu nói đó, Đức liền tiến thêm một bước, hôn lên bờ môi nhỏ nhắn kia. Hương dịu từ khoang miệng truyền qua hơi thở, khiến cả hai cảm thấy bị cuốn theo dòng chảy cảm xúc. Phương không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang làm gì. Chỉ biết là bản thân rất phấn khích cái dư vị mới lạ này. Cứ như thế rồi đưa mình hòa theo. Đêm hôm ấy, ở trong một căn phòng sang trọng của một khách sạn 5 sao cao cấp, hai thân hình trơn bóng quấn lấy nhau. Những chén rượu vừa rồi đã khiến cho họ buông bỏ hết những rào cản và kiên định thường ngày. Lúc này thì trong mắt của họ chỉ còn là những quay cuồng của hương vị da thịt cọ nhau. Quần áo thì vẫn ngổn ngang trên sàn gạch. Chiếc ga giường đã sớm nhăn nhúm bởi cơ thể to lớn của người đàn ông đang bao trùm lên dáng người nhỏ nhắn bên dưới. Lúc này thì Đức từng bước, chậm rãi, nâng niu từng tấc da thịt của Phương. Bờ môi của anh chạy dọc khắp đường cơ thể mỹ miều. Đi đến đâu thì đều để lại dấu vết đến đó. Bàn tay kia như bản năng chạm đến nơi bầu ngực tròn trịa. Bên kia cũng bị anh kiểm soát. Phương lúc này thì đầu óc trở nên mù mị. Cả người theo từng cử chỉ của anh khẽ vặn vẹo. Bàn tay nhỏ nhắn túm chặt vào chiếc gối. Bờ môi thì mở hé, thi thoảng vang lên những âm thanh ái muội. Khi bàn tay kia bắt đầu mơn trớn di chuyển xuống bên dưới, thì Phương bất giác như một phản xạ. Cô khép chân lại, co người. Thế nhưng mà hành động đó của cô vẫn không ngăn được những ngón tay hư hỏng kia, cố gắng len vào. Cuống họng thì không ngừng nút xuống mà phát ra những âm thanh nhỏ đứt quãng. Giờ đây thì Phương không còn có thể cự tuyệt lại sức hấp dẫn thể xác. Cả người của cô cứ như có dòng điện trải qua khẽ co rút lại. Khi mà cảm xúc được đẩy cao hơn, thì cũng là lúc ngón tay thon dài kia tiến đến, đi sâu vào trong. Sự kích thích đó khiến cho Phương kêu nhẹ một tiếng. Cô bất giác giữ lấy tay của Đức rồi lắc đầu. Trông cái dáng vẻ mỹ miều nũng nịu đó lại càng khiến cho anh thêm kích động. Ngón tay bên trong càn quấy rung mạnh.
Sự tác động ở nơi nhạy cảm đó khiến Phương phải ướt nhẹ. Cảm xúc này lần đầu tiên cô nếm thử, không ngờ nó lại mê hoặc đến như vậy. Khi mà thấy Phương không còn bài xích thì Đức mới rút tay ra. Anh khẽ tách chân cô, đưa vị thế của mình vào chính giữa, rồi đem cửa vật to lớn cực đại chống đỡ nơi cửa huyệt. Sự tác động của anh khiến Phương bất giác thu người lại, né tránh như một phản xạ. Thế nhưng mà sau cái hành động đó của cô thì Đức liền túm chặt bờ eo, rồi thì bất ngờ tiến vào. Cơn đau khi bị một vật thể quá cớ xâm nhập khiến Phương khẽ nhăn mặt kêu lên. Cô chống tay lên bụng của anh dùng sức đẩy ra, đôi mắt bởi vì đau mà ướt nhòe. Chết tiệt, mau lấy ra đi, nếu không tôi đánh chết anh đấy. Cô gái này ngay cả lúc đang mờ ám như vậy vẫn không bỏ được cái thói đánh đá, nhưng mà anh lại càng cảm thấy kích động. Đức cúi người dùng môi khóa chặt miệng của cô lại, hạ thân bên dưới cũng dần dần dùng sức, rồi thì sau đó chậm rãi tiến vào, cho đến khi dường như vướng phải một lớp rào cản mỏng dính, anh liền gắt gao cuốn sâu vào nụ hôn bắt đầu, dùng thêm sức đẩy mạnh. Cơn đau xé ra thịt khiến Phương nhăn nhó buông môi anh ra. Bàn tay của cô bấu chặt lên tấm lưng to lớn cào cấu. Đau quá, anh muốn chết á? Vào thời điểm này thì Đức như keo dính chuột, chắc là có đánh chết thì anh cũng không thể nào dừng lại được. Phương thấy như vậy thì liền đánh mạnh xuống. Lúc này cô cũng cắn vào môi của anh, rồi đến nỗi bật cả máu. Đức khẽ nhăn mặt, sau đó vài giây thì vẫn tiếp tục cuốn lấy môi cô. Mùi máu sộc vào khoang miệng, cái vị tanh nồng xen lẫn men rượu thoang thoảng như vậy làm cho Phương khẽ rùng mình. Nhưng mà sau dần thì lại bị cuốn hút bởi nó, cô bắt đầu buông lỏng sự bài xích. Đức nhận ra được điều ấy, hạ thân dần dần chuyển động. Anh từ từ rút ra khỏi người cô vài giây, rồi thì lại tiếp tục tiến sâu vào. Lần thứ hai thì không còn cảm giác đau đớn, Phương không hề phản ứng gắt gao. Bên dưới mọi thứ khít chặt lại, cơn đau dần dần được lấn át đi, thay vào đó là cảm giác hưng phấn mới lạ. Âm thanh da thịt va vào nhau vang lên trong căn phòng. Cả người của Phương cứ bị đẩy tới đẩy lui, đến nỗi chăn gối xáo trộn, mái tóc thì rối vương xóa trên ga giường. Bất chợt sau đó, Đức túm eo của cô lật người nằm sấp lại. Gương mặt của cô áp xuống chiếc đệm êm ái, bàn tay túm lấy ga trải giường nhăn nhúm. Rồi anh bắt đầu vận động. Vào thời điểm sau, khi anh bắt đầu chảy nước rút, từng đợt ra vào mạnh mẽ. Khi mà cả hai cùng gầm nhẹ lên một tiếng, thì sau đó toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Đức gục đầu trên lưng của cô thở dốc. Vừa lúc này thì cả người mềm nhũn, đôi mắt thì khép hờ lại, mọi thứ tựa hồ như chìm vào giấc ngủ. Trong cơn miên man đó, cô cảm nhận được cả người đang rúc vào lòng của đối phương. Hơi ấm khiến cô dễ chịu, khẽ mỉm cười. Buổi sáng hôm sau, tại một cửa hàng hoa quả sạc trên con phố sầm uất, bà Nga đứng trước những giỏ trái cây còn tươi mới, lựa từng quả kỹ càng. Gái ơi, xếp vào lăng cho bác nhé. Dạ vâng ạ. Cô chủ quán niềm nở nhận lấy. Cùng lúc đó thì một giọng nói vang lên. Nga. Bà Nga quay người lại thì cũng bất ngờ khi gặp được người quen. Lan, bà đi đâu vậy? Bà Lan khẽ cười một cái rồi hỏi. Lâu rồi mới gặp, dạo này thế nào rồi? Vẫn như vậy thôi. Từ sau chuyện đó, chúng ta cũng ít gặp nhau hẳn ấy. Bà Nga nghe như vậy chỉ biết cười gượng gạo. Sự việc của hai đứa con khiến mối quan hệ của hai nhà không còn như xưa nữa. Thấy bà Nga khó xử như vậy thì bà Lan lại lên tiếng. Tôi mới sáng sớm đã đi mua hoa quả, biểu ai sao? Nghe như vậy thì bà Nga cũng thật thà đáp lại. Còn bé Ly, nó về rồi. Chuyện năm đó thì tôi đúng là quá sai, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội nói chuyện. Hôm nay định đến gặp con bé. Bà Lan nghe như thế thì gật đầu hiểu chuyện. Năm đó, tôi và bà đúng thật là hồ đồ. Cứ gã nép hai đứa với nhau, cho bằng được ấy. Để rồi thì chia cách bọn nó. Thực ra chúng ta cũng là một phần nguyên nhân khiến sự việc đau lòng đó xảy ra.
Nếu như có gặp thì tôi thay Tuyết gửi lời xin lỗi đến con bé. Tôi biết. Tôi cũng thấy có lỗi với con bé Tuyết lắm. Nếu như tôi không tạo cho nó hy vọng, thì nó cũng không đến nỗi điên cuồng mà gây ra những chuyện như vậy. Con bé bây giờ sao rồi? Tình trạng của nó vẫn như vậy. Khi thì tỉnh táo, lắm lúc thì lại điên dại. Thực sự là tôi cảm thấy áy náy quá. Không sao đâu. Tôi vẫn xem đó là cái nghiệp mà nó gây ra thì phải tự chịu. Bây giờ chẳng mong gì cả. Chỉ mong là còn đủ sức khỏe để có thể lo cho nó thôi. Chứ bộ dạng nó như thế này, nếu nhớ đâu vợ chồng tôi sau này có thế nào thì ai lo cho nó đây? Bà Lan à, nếu như có khó khăn gì đó, cần tiền cứ nói với tôi sẽ giúp. Nếu không thì bà thử tìm bác sĩ chữa cho nó đi. Mọi chi phí tôi sẽ lo. Bà Lan nghe đến đây thì mỉm cười đáp. Cảm ơn bà đã có lòng như vậy. Nhưng mà vợ chồng tôi trước đó cũng đã tìm bác sĩ. Nhưng mà không được. Vào đúng lúc này thì cô chủ quán đi ra đưa lãng hoa quả cho bà Nga rồi nói. Cô ơi, của cô xong rồi đấy à? Nghe như vậy thì bà Lan liền nói. Thôi, thế bà tranh thủ đi đi. Tôi mang đồ ăn sáng vào cho nó. Ừ, thế sau này rảnh rỗi, hẹn nhau ở đâu đó nói chuyện nhé. Hai bà gật đầu chào nhau một cái rồi cũng đường ai nấy đi. Bà Lan lúc này đi về nhà, nhìn thấy chồng của mình đang ngồi đó thì tiện nói. Tôi đi mua đồ ăn sáng, vừa gặp bà Nga đấy. Ông nghe như vậy thì cũng đáp lại. Kể từ sau chuyện đó, nhà chúng ta mất đi tất cả, thì bà ấy cũng cạch mặt luôn còn gì nữa. Kìa ông lại nói như vậy. Tôi và bà ấy vẫn nói chuyện như bạn bè. Có cái nhiều chuyện xảy ra, ông Dung cũng mất, thế nên không trách được bà ấy hời hợt đi. Khi nãy thì bà ấy còn bảo tìm bác sĩ chữa bệnh cho cái Tuyết. Bà ấy sẽ lo mọi chi phí đấy. Vừa nói thì bà vừa bê bát cháo đi về phòng của Tuyết mở cửa ra. Lúc này thì chồng của bà lại lên tiếng. Thì là người ta nói xa giao như vậy thôi. Thế mà bà cũng tin á? Ông này, sao nhỉ? Họ có lòng thì họ mới nói như vậy. Bà ấy cũng là người hiểu chuyện. Khi nãy tôi gặp bà ấy đang đi mua hoa quả để đến gặp con bé Ly đấy. Nó về nước rồi. Bà ấy cảm thấy sai lầm năm xưa, cần phải gặp con bé để xin lỗi. Cũng nói có lỗi với cái Tuyết nhà mình nữa. Lỗi lầm gì? Con trai bà ấy gây ra chuyện với con Tuyết mà bà ta cứ nhắm mắt làm ngơ như vậy. Bây giờ lại bảo thì có lỗi. Năm đó nếu như không phải bà ấy cứ khăng khăng ép hai đứa chúng nó với nhau, tôi đã có thể kiếm được tấm chồng tốt cho nó. Và nó sẽ không chịu cảnh như thế này. Bà Lan nghe đến đây thì chán nản, cũng không muốn đôi co thêm nữa. Đi vào phòng, đặt bát cháo xuống. Tuyết à, mau ăn đi con. Nói rồi thì bà cũng trở ra ngoài, đóng cửa lại rồi nói. Ông trông con bé đấy, tôi đi chờ đây. Chỉ vài phút sau khi bà Lan rời đi, chồng bà vẫn còn hằn học chuyện ban nãy, cũng bỏ sang nhà hàng xóm chén trà đánh cờ. Lúc đó, căn phòng của Tuyết cánh cửa bỗng nhiên mở ra, dáng người gầy gò, mái tóc xóa rối bù bước ra ngoài, đôi mắt thì đầy lòng trắng rảo hoạt đảo quanh. Sau đó thì ả ta liền đi thẳng ra ngoài. Lúc này một cơn đau đầu và sự ê ẩm toàn thân khiến Phương mơ hồ tỉnh dậy với giọng ngái ngủ. Chết tiệt. Sao mà nhức đầu thế này nhỉ? Cô khẽ cửa mình một cái thì phát hiện bản thân đang nằm gọn trong lòng của ai đó. Ngay sau đấy, đôi mắt liền bật mở. Cả vòm ngực săn chắc hiện ra ngay trước mặt. Phương kinh hãi, hướng mắt nhìn lên. Cả gương mặt của Đức lộ rõ ở ngay kề bên, đang say sưa ngủ. Không thể nào giữ được bình tĩnh. Cô đạp mạnh anh ngã xuống đất, rồi sau đó hét lớn. Khương Đình Đức! Mới sáng thôi, đã nhận ngay một cú tiếp đất khá ê ẩm như vậy, lại còn phối thêm âm thanh 3D sống động, khiến cho Đức dù đang ở trên tầng mây xanh, cũng rơi tụt xuống thung lũng núi. Anh lồm cồm ngồi dậy nhìn lên cô, đang giữ khư khư tấm chăn che người của mình.
Gương mặt thì đằng đằng sát khí, liền đưa tay ra trước. Ấy, Phương, bình tĩnh đã. Chuyện này tôi có thể từ từ giải thích. Lúc này thì cô không thể nào bình tĩnh được nữa dù chỉ là vài giây. Phương hầm hầm nhìn anh rồi gằn lên. Rốt cuộc, anh đã làm gì tôi vậy? Được nghe như thế, nuốt nước bọt rồi sau đó mới đáp. Thực ra thì có thể nói là không có gì quá nghiêm trọng đâu. Những chuyện này chúng ta đã đủ tuổi để làm. Hơn nữa thì chúng ta đều độc thân, hoàn toàn không có gì ảnh hưởng đâu. Lời vừa dứt thì Phương liền với lấy cây gối ném vào người của anh. Đồ khốn, anh có thể che cái thứ bệnh hoạn của mình lại không? Lúc này thì Đức vội với lấy cây gối che đậy nửa thân dưới, rồi lại nhìn cô. Được rồi, tôi che rồi đấy. Em không cần hét lên như vậy đâu. Em không sợ đau hỏng á? Anh còn dám nói á? Trả lời tôi đi. Nói mau. Anh rốt cuộc, tóm lại, có xảy ra chuyện đó không? Cái đó em không cảm nhận được á. Trả lời mau lên, có hoặc không? Phải nói là Đức lúc này toát cả mồ hôi. Anh nấn ná một hồi rồi mới dám lên tiếng. Có. Chỉ một từ đó thôi cũng đủ khiến Phương phát điên. Cô vơ tất cả mọi thứ ở gần mình rồi ném về phía của anh. Đồ khốn nạn, đê tiện. Tại sao anh dám làm như vậy với tôi chứ? Đức ngồi dưới đất chỉ biết dùng tay đỡ từng thứ. Phương, em bình tĩnh lại đã. Chuyện này tôi... Bình tĩnh á? Nếu như là anh bình tĩnh được không? Lời vừa dứt, Phương tiền tay vừa lấy chiếc đèn ngủ ngay cạnh đó rồi ném thẳng vào người của anh. Đức không kịp né, liền hứng ngay một lực đập mạnh vào đầu. Máu từ trán chảy ra, chiếc đèn cũng rơi xuống đất, rầm một tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì đây là lần thứ hai mà Phương và Đức trải qua một đêm bên nhau. Thế nhưng mà lần này thì không giống như lần đầu tiên nữa, bởi vì họ đã thực sự đi quá giới hạn của mình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu rằng sau sự cố lần này thì anh chàng Đức có thể nào cưa cầm được trái tim của Phương hay không. Câu trả lời sẽ có ở tập truyện tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện giữa Quân và Ly. Thật không ngờ là Tuyết cô ấy lại phát điên. Và đó cũng là cái giá mà cô ấy phải trả cho những hành động tội ác của mình. Còn nói về câu chuyện tình yêu giữa Quân và Ly, giờ đây thì bố của Quân cũng đã mất. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sau bao nhiêu năm xa cách như vậy, liệu rằng hai người họ có thể nào quay trở về bên nhau hay không? Và nếu như có thì đó là bằng cách nào? Kết thúc nào sẽ dành cho câu chuyện tình yêu này? Thì tất cả sẽ có ở tập truyện tiếp theo, cũng chính là tập truyện cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.